Bây giờ mình hãy ngồi vào vị trí hoặc là nằm tùy theo. Bắt đầu mình tập thở bốn thời nha. Anh chị em chuẩn bị cho mấy anh chị em 15 giây để mấy anh chị em chuẩn bị tư thế tập, rồi ngồi thẳng lưng, hoặc là người nào đó nằm thì chuẩn bị gối rồi cái thảm yoga rồi đó, nằm xuống hoặc là nằm trên giường. Rồi, mấy anh chị em có 10 30 giây để chuẩn bị nha. Rồi, mình bắt đầu thở bốn thời ạ. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm khúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần hai. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm khúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần ba. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 4. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần năm. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 6. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 7. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 8. Hít vào tối đa. Giữ hơi, hít
không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 9. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 10. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 11. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 12. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 13. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 14. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 15. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng tấm ấm thân. Lần 16. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 17. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần thứ 18. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 19. Hít vào tối đa. Giữ hơi hít thêm. Thở không kềm thúc. Nghĩ nặng ấm thân. Lần 20. Hít vào tối đa.
giữ hơi hít thêm, thở không kềm thúc, nghỉ nặng ấm thân. Kết thúc bài tập ở đây.